Quý cuộc đời ạ. Tấm này không chơi thì quý cả cuộc đời. Wow. Lim đột biến. Đẹp hả? Kêu ghê không? Có cuốn cái dây cất như này có người hít nước này. Một hai ba nhá, một hai ba Long chuẩn. Siêu phẩm rồi. Tấm này mà đến treo đến trường được căn nhỉ? Xong rồi, làm lúa luôn. Tấm này treo trường làm căn thôi. Ô ăn tiếng này, đây gỗ lên chăn bông chun ăn tiếng này. Có dầu hay dầu. Thấy dầu nó chảy ra không? Dầu. Tinh dầu đấy, cây ấy. Này em này. Cái này mà chúng mặt mưa nữa đẹp nhỉ. Rồi. Siêu phẩm. Liêm nhìn như cắm lai à. Như cộng. Bây giờ các bác nào chốt giá lên một mua luôn. Hai lưỡi. Gối lên chăn nha anh Tiếng ơi. Nhưng mà cái hàng đột biến, hàng đột biến anh ơi. Vân độc nhất Việt Nam mình. Cái dây vải đâu nhở? Lâu lố tí.
năng đâu. Không thì đó lực dưới đấy. Thủ thủ mới đâu thì chính vâng. Mặt mét 2 đúng không? Đó. Nhà này kiểu này bán. Thank you.
Điền chưa? Điền chưa? Nâng cắt vào được. Nội bộ này chỉ nhau chứ không khách hàng thì không bảo gì. Chúng mình có thể anh em đỏ lại một lần nữa. Đây này. Đây là đinh này. Mày đã bay mất kìa. Ok, tấm này chốt luôn. À được, có thước không nhỉ? Anh Phúc ơi, thước. Ok, tấm này chốt luôn. Lạc dâm 68 này. Ồ, nhưng mà gì? Yeah, yeah.
Nhưng mà người tiếp theo à? Đứng luôn á. Hai con gỗ của nó rất là đẹp.